Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Tại đơn vị bầu cử huyện Nho Quan, cử tri đã có nhiều kiến nghị về việc sớm ban hành nghị quyết 27 về cải cách tiền lương cũng như chế độ chính sách với giáo viên các bậc học. Theo cử tri, hiện nay giáo viên mầm non do yêu cầu nhiệm vụ, nhiều người phải làm việc liên tục từ 6 giờ 30 sáng đến 6 giờ tối. Giáo viên tiểu học, trung học cơ sở hầu hết làm việc 2 buổi một ngày. Cường độ làm việc khá cao, tuy nhiên chế độ tiền lương lại chưa tương xứng với đặc thù nghề nghiệp. Đời sống của đa số giáo viên, nhất là giáo viên các bậc học thấp còn rất nhiều khó khăn. Chính phủ cần quan tâm nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với giáo viên mầm non, phổ thông cụ thể. Bậc mầm non là 70%, tiểu học 60%, trung học cơ sở 50%, tiếp tục được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo. Đề nghị Quốc hội nghiên cứu sửa đổi quy định để giảm tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên, nhất là với giáo viên mầm non. Trả lời kiến nghị của cử tri, bà Nguyễn Thị Thành, trưởng ban công tác đại biểu của Quốc hội cho biết mức lương cơ sở sẽ tăng theo lộ trình vào mùng 1 tháng 7 năm nay. Ngay sau đó, ban cải cách tiền lương sẽ tiếp tục thực hiện thang bảng lương của nghị định số 27 theo quy định. Đối với giảm tuổi nghỉ hưu với giáo viên đã có quy định trong Bộ luật Lao động thực hiện lộ trình nghỉ hưu ở tuổi 60, nhưng nếu có nhu cầu thì có thể làm đơn nghỉ hưu trước tuổi. Có quy định là nếu anh có nhu cầu và sức khỏe không đảm bảo thì anh làm đơn nghỉ hưu trước mà. Vẫn cho phép là chúng ta nghỉ hưu trước, chứ không phải là bắt buộc chúng ta phải nghỉ hưu ở lộ tuổi theo luật lao động đến 60 tuổi đâu. Đấy, thì xin được thông tin với chị Hoa là luật lao động năm 2021 vừa rồi là có quy định rất là rõ như thế. Thì cũng đề nghị là tỉnh cũng tuyên truyền, bây giờ tay thì run, mắt thì mờ, chân thì chậm rồi. Đấy, thì khó khăn trong cái việc giảng dạy ấy, thì chúng ta làm đơn chúng ta nghỉ hưu sớm, nghỉ hưu trước, và mình chính là mình lấy cái biên chế này để chúng ta tuyển dụng cái giáo viên trẻ. Thay mặt các đại biểu Quốc hội, trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh ghi nhận đầy đủ các ý kiến và sẽ chuyển tới các cơ quan có trách nhiệm trả lời, xử lý theo đúng thẩm quyền.